Tại sao Trung Quốc cấm cửa ChatGPT? Mới đây, Trung Quốc đã chính thức cấm cửa chatbot ChatGPT trên toàn lãnh thổ của mình. Thậm chí, chính phủ nước này còn cấm triệt để các công ty trong nước tích hợp công nghệ của OpenAI vào trong những nền tảng phổ biến. Vậy thì lý do của hành động này là gì? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Trung Quốc cấm cửa ChatGPT. Theo South China Morning Post, vào cuối tháng 2 năm 2023, các quan chức Thượng Hải, nơi tập hợp 1/3 nhân lực ngành trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, đã nhắc lại kế hoạch tham vọng nhằm thu hút hàng nghìn nhân tài công nghệ đến làm việc ở thành phố này, trên con đường nhắm tới mục tiêu trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo AI của cả nước. Các quan chức cho biết, họ muốn thu hút khoảng 20.000 đến 30.000 người lao động trong ngành AI cho đến năm 2025. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ủng hộ những kế hoạch này, cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ để Thượng Hải phát huy lợi thế và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Được biết, các công nghệ chủ chốt mà Thượng Hải tập trung vào sẽ là phần mềm AI và chip, máy tính lượng tử, vũ trụ ảo Metaverse và các công nghệ hàng đầu khác. Cùng với Thượng Hải, các địa phương khác của Trung Quốc cũng đang chú ý và tập trung phát triển vào lĩnh vực AI. Các thành phố lớn ở Trung Quốc càng tập trung đầu tư vào AI hơn sau sự thành công của ChatGPT trên toàn cầu. Không xuất hiện chính thức, nhưng ChatGPT cũng trở thành cơn sốt tại Trung Quốc. Nhiều người sử dụng VPN, mạng riêng ảo để truy cập dịch vụ qua nền tảng web. Một số nhà phát triển tại đây cũng ra mắt ứng dụng kết nối để sử dụng API từ ChatGPT và rất phổ biến trên WeChat. Trước mối đe dọa của ChatGPT với ngành AI nước nhà, thì vào cuối tháng 2 năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã cấm tất cả các công ty công nghệ trong nước cung cấp dịch vụ liên quan đến ChatGPT. Theo China Daily, các tập đoàn lớn tại Trung Quốc như Tencent, Alibaba nhận được chỉ đạo về việc ngừng cung cấp dịch vụ sử dụng API của ChatGPT cả trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nền tảng của bên thứ ba. Bài đăng trên Weibo cho thấy giới chức nước này lo ngại chatbot có thể hỗ trợ Mỹ trong quá trình truyền bá thông tin sai lệch vì lợi ích địa chính trị. Ngoài cấm ChatGPT, Trung Quốc cũng thông báo các công ty trong nước muốn ra mắt chatbot hoặc dịch vụ trí tuệ nhân tạo có liên quan phải báo cáo và xin phép cơ quan quản lý. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được tự ý khởi chạy các dịch vụ tương tự như siêu AI của OpenAI. Sau khi quy định mới được công bố, Tencent cho biết đã cấm các bên đối tác cung cấp ChatGPT và dịch vụ liên quan ChatGPT tại Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc được cho là đang cố gắng hạn chế ChatGPT. Trong khi đó, một cuộc đua AI dường như bắt đầu trên toàn cầu. Điều đó làm dấy lên câu hỏi về việc Trung Quốc đang đứng ở đâu trên đường đua này, khi trên thực tế nước này vốn đã đầu tư vào mảng trí tuệ nhân tạo từ lâu. Khát khao thống trị ngành AI của Trung Quốc. Từ năm 2017, Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo, đưa ra kế hoạch trở thành nước dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, với ngành công nghiệp AI trong nước trị giá gần 150 tỷ đô. Bước đầu tiên của kế hoạch đó là bắt kịp Mỹ về công nghệ và ứng dụng AI vào năm 2020. Bước 2 là tạo ra những đột phá lớn vào năm 2025, nhằm dẫn đến bước 3 là xác lập Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực AI năm 2030. Đến năm 2022, theo một bài báo của China Daily, Trung Quốc được nhận định là đang nổi lên như một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi đạt được những bước tiến trong việc đăng ký bằng sáng chế AI và thử nghiệm các công nghệ AI mới nhất để đẩy mạnh ứng dụng trong các ngành công nghiệp. Tờ báo Trung Quốc dẫn một báo cáo của Đại học Stanford của nước Mỹ cho thấy Trung Quốc chiếm hơn một nửa số đơn đăng ký bằng sáng chế AI của thế giới vào năm 2021 và các nhà nghiên cứu Trung Quốc là tác giả của khoảng 1/3 số bài báo trên tạp chí và trích dẫn về AI vào cùng năm. Về đầu tư, Trung Quốc chiếm gần 1/5 tổng vốn đầu tư tư nhân toàn cầu năm 2021, thu hút 17 tỷ đô cho các công ty khởi nghiệp về AI, điều thể hiện dấu hiệu của một hệ sinh thái AI mạnh mẽ. Còn theo New York Times, cán cân AI có thời điểm được đánh giá là nghiêng về phía Trung Quốc, khi nước này sở hữu dữ liệu phong phú, các doanh nhân đang hào hứng muốn đầu tư, các nhà khoa học trình độ cao và các chính sách hỗ trợ đặc biệt. Tuy nhiên, những chỉ số về phát triển AI ở Trung Quốc đến năm 2022 có phần chững lại, từ đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có phải bong bóng AI đã vỡ. Tờ The China Project cũng có câu hỏi tương tự khi nhận định rằng sau một thời gian dài phát triển nhanh chóng, thị trường vốn AI ở Trung Quốc có dấu hiệu nguội bớt. Các giao dịch tài trợ và đầu tư AI ở Trung Quốc từng tăng từ 16,52 tỷ nhân dân tệ, 2,25 tỷ đô vào năm 2011 lên 399,64 tỷ nhân dân tệ, 55,30 tỷ đô vào năm 2021.
Còn từ quý 4/2021 đến quý 2/2022, đầu tư vào AI ở Trung Quốc đã giảm khoảng 70%. Dù vậy, theo một nhà quản lý quỹ, việc giảm số tiền đầu tư không nhất thiết có nghĩa là thị trường đã từ bỏ công nghệ AI, mà chỉ là các khoản đầu tư trở nên có chọn lọc hơn với việc nhà đầu tư chú ý nhiều đến giá trị thực tế của AI. Nói cách khác, các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn khi xuống tiền. Họ chỉ chọn lọc đầu tư cho những dự án có tiềm năng nhất, chứ không đầu tư ồ ạt như trước nữa. Vòng xoáy doanh thu tăng, lợi nhuận giảm. Thực tế, trong những thách thức với các công ty AI của Trung Quốc, một bài toán đau đầu nổi lên: doanh thu tăng nhưng chi phí nghiên cứu và phát triển cũng tăng, và lợi nhuận giảm khi các công ty gặp khó khăn trong việc chuyển đổi công nghệ AI thành các sản phẩm có thể bán được trên thị trường. For Paradigm, một công ty máy học phát triển các sản phẩm nền tảng tập trung vào sức mạnh tính toán và hệ điều hành, được sử dụng trong các ngành khác nhau như năng lượng, tài chính và viễn thông, là một ví dụ điển hình. Vào tháng 8 năm 2021, công ty nộp đơn đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông nhưng không thành công. Theo bản cáo bạch của công ty, từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2022, doanh thu các giai đoạn của họ lần lượt là 460 triệu nhân dân tệ, 63,65 triệu đô, 942 triệu nhân dân tệ, 130,35 triệu đô, 2,01 tỷ nhân dân tệ, 279,25 triệu đô và 1,05 tỷ nhân dân tệ, 146,40 triệu đô. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, For Paradigm báo cáo khoản lỗ ròng không dưới 3,85 tỷ nhân dân tệ, 533,32 triệu đô. Hầu hết chi phí của công ty được dành cho tiếp thị và quảng cáo, đồng thời trả lương cao, một thông lệ thường thấy trong ngành AI. Đối với nhiều công ty AI Trung Quốc khác, nhu cầu nghiên cứu và phát triển cũng quá lớn. Ví dụ, từ năm 2019 đến năm 2021, AI Speech, một công ty cung cấp phần mềm và sản phẩm phần cứng cho thiết bị gia dụng thông minh, ô tô và điện tử tiêu dùng, báo cáo doanh thu là 115 triệu nhân dân tệ, tương đương 15,91 triệu đô, 237 triệu nhân dân tệ, 32,79 triệu đô và 307 triệu nhân dân tệ, tương đương 42,48 triệu đô. Nhưng cùng kỳ, công ty tuyên bố lỗ ròng 822 triệu nhân dân tệ, 113,74 triệu đô, do trong 3 năm, chi phí nghiên cứu và phát triển chiếm lần lượt là 173,35%, 86,26% và 93,25% tổng doanh thu. Cạnh tranh sòng phẳng với Mỹ. Ở phía nam sông Hoài, qua mưa tuyết thấy được vài con ngỗng. Đối với Trung Quốc lúc bấy giờ, dòng thơ trên bằng tiếng Trung là một bước đột phá, nhưng không phải về văn học mà là về máy tính. Một mô hình trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ có tên là Wutao 2.0, Ngộ Đạo, ra mắt vào tháng 6 2021, đã sáng tác dòng thơ này với phần âm điệu được cho là không khác gì thơ cổ. Phòng thí nghiệm xây dựng mô hình Học viện Trí tuệ Nhân tạo Bắc Kinh BAAI mời người dùng mạng vào trang web của họ để phân biệt thử giữa tác phẩm của Wu Tao và các bậc thầy ở thế kỷ thứ 8. Quan sát cho thấy rằng hầu hết những người tham gia thử nghiệm đều bị đánh lừa. Theo The Economist, hệ thống Wu Tao 2.0 cũng có thể mô phỏng các kiểu văn bản đơn giản hơn với sức mạnh từ mạng 1,75 nghìn tỷ biến số và các đầu vào khác. Trong khi đó, GPT-3, sản phẩm của OpenAI, trình làng tháng 5 năm 2020 chỉ được coi là có 175 tỷ biến. Như vậy, Wu Tao khi đó giống như một bước nhảy vọt trong các công cụ máy học. Nhưng sau đó đến lượt ChatGPT, một sản phẩm từ phiên bản cải tiến của GPT-3 ra mắt vào cuối năm 2022, tạo nên cơn sốt ở cả Trung Quốc. Hàng loạt công ty công nghệ lớn nước này công bố sẽ tạo ra những phiên bản ChatGPT riêng. Baidu, công ty về tìm kiếm và AI, được cho là có khả năng tốt nhất để giới thiệu giải pháp thay thế ChatGPT, sẽ hoàn thành thử nghiệm ErnieBot vào cuối tháng 3 2023, đưa nó vào hầu hết các sản phẩm phần cứng và phần mềm của mình. Bộ phận nghiên cứu Demo Academy của Alibaba đang thử nghiệm nội bộ một công cụ tương tự, và 360, một công ty tìm kiếm và an ninh mạng, cho biết họ sẽ phát hành bản dùng thử càng sớm càng tốt. Các công ty công nghệ khác như NetEase, iFlytech và JD.com cũng muốn sử dụng chatbot AI của riêng mình trong các trường hợp cụ thể như giáo dục, thương mại điện tử và fintech. Theo Jeffrey Ting, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học George Washington, người viết về AI, nhận định, cuối cùng thì đây là kinh doanh. OpenAI, Microsoft, họ muốn kiếm tiền với ChatGPT và thị trường chính của họ là bằng tiếng Anh. Vì vậy, thật hợp lý khi họ sẽ tối ưu hóa nó cho ngôn ngữ tiếng Anh. Ngược lại, đối với Baidu, họ không cố gắng chiếm lĩnh thị trường nói tiếng Anh. Vì vậy, họ sẽ tối ưu hóa nó cho thị trường Trung Quốc.
Trong hàng loạt công ty Trung Quốc đã đổ tiền vào chatbot, chỉ có một số cái tên có khả năng cao để cạnh tranh với GPT-3 như Baidu với Ernie 3.0 Titan, Huawei với Penguin Alpha, Inspire với Yuan 1.0. Nhưng để các công ty này phát triển thành công phiên bản đối thủ của ChatGPT có thể mất nhiều tháng. Trước đó, Baidu phải mất 18 tháng sau khi OpenAI ra mắt GPT-3 để phát hành chatbot Wenxin. Và vẫn còn nhiều trở ngại chính trị. Với việc Mỹ kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc, các bộ xử lý GPU tối tân như A100 và H100 của Nvidia đã không còn được bán cho Trung Quốc nữa. Điều này sẽ hạn chế các khả năng tính toán của công ty Trung Quốc khi đào tạo và chạy các mô hình ngôn ngữ lớn, giống như các mô hình dùng để chạy ChatGPT. Nếu Trung Quốc muốn tạo ChatGPT của riêng mình, chúng tôi cần hàng chục nghìn chip A100 để cung cấp khả năng tính toán cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh bị cấm vận thì điều này dường như là rất khó. Nếu muốn vươn xa hơn nữa trong lĩnh vực AI thì Trung Quốc bắt buộc phải làm chủ được ngành chip. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!